Cô khổ thân tôi không các chị ơi. Chú quán đồng cho một em tay vị khác đây. Em này vừa xấu vừa lắm mồm quá. Vâng, tôi xấu. Quên. Tôi xấu người lên người cười. Tôi vẫn biết nhưng mà ai lấy người. Dẫu có bao phong xương tôi vẫn nhường chồng con. Chính tôi muốn đứng giữa bóng mình, bởi tôi thấy em còn cứ dại. Đâu cố gắng lo việc gia đình, hãy cố giữ lấy bạn đi đến đi. À người à, mày lại còn dạy đời không à? Mình thì nhìn lại bản thân đi, xem em cũng kiểu đấy chứ các bác nhỉ? Xem hàng xóm người ta kìa, múa hát thì uyển chuyển, nói năng thì nhỏ nhẹ, mà người thì thôi rồi, quảng nào ra quảng đấy. Trông mình thì trông có giống con giun. Vâng, anh thì lúc nào cũng vợ người ta đẹp, vợ người ta giỏi, vợ người ta nhìn nhá. Giả như anh cũng chăm sóc như chồng người ta thì tôi đâu đến nỗi phải khổ như thế này. Này, cô nói kiểu gì đấy ạ? Thằng này đi thua lần nào ạ? Ông quánh cho chặn giờ. Lấy anh xin này. Nghe tôi nói này, chuyện của vợ chồng anh chị đi tới cổng tôi nghe thấy hết rồi. Cái câu chuyện vợ người ta, chồng người ta là câu chuyện muôn thuở rồi. Thay vì so sánh vợ người ta, sao anh không xem lại bản thân mình đã thực sự quan tâm đến vợ, yêu thương vợ, chia sẻ việc gia đình cùng với vợ hay chưa? Vâng, chị Thủy, chị hội trưởng phụ nữ khu phố đấy à. Chị đến không biết thật ngại quá. Chị Soan đừng nói thế. Hôm nay cũng tiện công chuyện đi qua đây. Tôi vào là để vận động chị Soan tham gia câu lạc bộ phụ nữ hát dân ca quan họ của phường Quế Tân để chuẩn bị tham gia liên hoan vào hôm tới. Anh xin này, chị Soan là người có năng khiếu, chị nên được phát huy và để cho cái tinh thần nó thoải mái lên. Hòa đồng mà cùng với chị em, như thế thì vợ mới đẹp lên được chứ. Mình thấy chưa? Tôi bảo như nó không nghe đâu, nó chỉ có cảm giảm lắm mồm lắm. Nói đến đây, tôi lại có vài lời với anh như thế này. Anh đừng say xỉn tối ngày nữa, lo chăm chỉ làm ăn kinh tế đi. Kinh tế gia đình có phát triển, gia đình mới ấm no hạnh phúc, vợ mới đẹp, con mới ngoan, chị Son mới có thời gian giao lưu cùng với chị em được chứ. Vợ ơi, anh biết sai rồi. Thôi thì anh em mình ngoại nhập gia đình cứ để cho anh lo. Thôi em cũng vui văn nghệ cùng với các chị em nhé. Vâng, giá mình ngộ nhận sớm có phải không? Và chị Son này, ngoài thời gian chăm lo công việc, chăm sóc con cái và việc gia đình, chị cũng nên chú ý đến bản thân, tránh trường hợp anh xin anh chê mình xấu như thế, đúng không ạ? Chăm lo đến bản thân, như vậy tinh thần mới tốt, năng lượng tích cực, chăm lo gia đình mới ngày một hạnh phúc lên được, phải không chị em nào? Nào chị em ơi, chúng ta hãy cùng tham gia câu lạc bộ phụ nữ hát dân ca quan họ để thi liên hoan vào hôm tới nào. Thank you.
Quý vị giám khảo, quý vị đại biểu cùng toàn thể hội thi một lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.